Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thiên Bình. Làm thế nào để quý vị và các bạn có thể tự sửa chữa được một chiếc TV LG mà màn hình bị tối như này? Các bạn xem là chiếc TV 65 inch rất là cao và to. Mình đứng là xem các bạn xem, nó cao nó gần đầu mình. Và trên chiếc màn hình này thì nó sáng và dưới này tối, rất là tối và không nhìn được gì. Vậy thì video ngày hôm nay tôi sẽ cung cấp những bộ nét mới cho quý vị và các bạn. Tôi sẽ là người hướng dẫn các bạn thay thế chúng một cách rất đơn giản và hiệu quả. Ai có thể làm được? Bước đầu tiên thì quý vị và các bạn sẽ cho chiếc TV nằm ở một cái mặt phẳng to nhất định, tối thiểu bằng 2/3 cái TV. Đấy, ngay trước mở nắp sẽ khó hơn. Đấy. Rất là to. Đây là bộ wifi, mắt nhận và bo nguồn. Còn hai bên là hai đôi loa của TV. Lúc này thì quý vị và các bạn cần làm gì? Cái bước tiếp theo, để gỡ được màn hình chiếc TV này ra thì quý vị và các bạn sẽ mở cho mình những chiếc ốc này ra. Và mở cho mình những chiếc ốc này. Sau đó là quý vị và các bạn sẽ ngửa mặt chiếc TV này lên thì các bạn mới thay được chúng. Nhưng mà mở thì nó không khó các bạn nhé. Mở nó không khó một chút nào đâu. Này. Đấy. Tôi mở xong rồi. Sau đó là tôi sẽ kéo ra một chút. À, tôi cho đứng màn hình lên và tôi nhấc ra. Rất là đơn giản đúng không ạ? Rồi. Sau đó là các bạn sẽ nhấc lốp cái tấm chống sáng này ra. À. Đây là những giải đèn LED của TV. Và bây giờ thì nhiệm vụ còn lại thì các bạn sẽ phải thay cái bộ nét mới cho chiếc TV này. Bây giờ thì tôi lột lốp cái tấm cắt sáng cuối cùng này. Vâng, và trong quá trình thay bộ nét mới thì cái bộ nét mới thay thì rất là đơn giản. Và cái bộ nét cũ thì mình để ra ngoài này rồi. Chính vì trong quá trình thay bộ nét thì nó tương đối lâu, cho nên là mình cũng không cần phải quay cái quá trình mình thay nữa. Bởi vì thay nó rất là dễ. Thì cái khi mà các bạn đặt mua cái bộ nét mới này về thay ấy, thì mình lưu ý quý vị các bạn rằng là cái bộ nét của con 65 inch này thì nó có số của nó này. Ví dụ như C này thì đi với D, CD và A thì đi với B. Đấy. Và thanh nào của hàng nào thì nó sẽ ghi rõ ở trên cái thay dàn nét này. Bởi vì một chiếc TV 65 inch nó rất là to, chính vì vậy mà cái cúc nét này này thì ví dụ như hàng dưới thì nó nằm ở vị trí này, nhưng hàng trên nó nằm vị trí khác. Đây, nó sẽ lệch nhau. Nó lệch nhau như thế này thì nó mới tỏa đều tất cả cái ánh sáng, ánh sáng đều ra. Chính vì vậy mà khi mà các bạn thay cái bộ nét này, cũng như các bạn đặt mua bộ nét mới này về thay, thì các bạn chỉ lưu ý vấn đề đấy hộ mình thôi. Thì chiếc TV LG thì con nào như con nào? Đầu tiên thì các bạn sẽ lắp cho mình cái tấm dẫn sáng này. Dẫn sáng đây. Phải có tấm này thì cái đèn led nó mới tỏa sáng đều cho mọi người. Tôi đặt nốt cái khung để lắp màn hình. Cái màn hình này rất quan trọng. Chính vì vậy các bạn làm thao tác rất là nhẹ nhàng của mình nhá. Trước tiên là tôi sẽ đặt cái màn hình cho nằm xuống đã, rồi tôi lân dần. Rồi. Và mọi người xem mình mở ra như thế nào thì mình đóng vào như vậy. Tất cả những chiếc vít đã được bắt vít vào. Và loa này, wifi, mắt nhận, rồi bo chính. Tất cả những gì sau khi mình đã kiểm tra thành công. Vâng. Và quý vị và các bạn đón xem. Sau khi mà mình đã thay bộ nét mới thành công thì chiếc TV khách hàng đã hoạt động trở lại bình thường và rất là rõ nét. Đây, bạn xem hình ảnh đâu vào đấy đúng không ạ? Và cái bộ nét hỏng thì mình để ra ngoài. Vậy thì những gì mình nói mình làm nó thực tế như nào thì quý vị các bạn xem trên video của mình là các bạn biết được.